Xin mời tất cả các anh chị chúng ta đến với chủ đề 1 là phương pháp tìm cực trị của hàm hai biến trên miền D. Chủ đề 1. Phương pháp tìm cực trị. Của hàm hai biến. Bài toán của chúng ta như sau. Bài toán yêu cầu chúng ta tìm cực trị của hàm hai biến. Tìm cực trị của hàm hai biến. Xc trên miền D. Trên miền D. Thế thì để giải được cái bài toán này thì chúng ta sẽ có các bước như sau. Đấy. Bước thứ nhất là chúng ta cần phải tính được các đạo hàm riêng cấp 1, cấp 2 của hàm ZY trên miền D. Có nghĩa chúng ta phải tính các đạo hàm riêng Z phải X và Z phải Z2 phải X bình phương đạo hàm riêng cấp 2 theo biến XC. Và tương tự là đạo hàm riêng cấp 1 theo biến Y và đạo hàm riêng cấp 2 theo biến Y. Và chúng ta phải tính tiếp đạo hàm riêng cấp 2 theo biến x rồi theo biến y. Và sau khi tính được các cái đạo hàm riêng này rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai. Bước hai này thì chúng ta sẽ đi giải hệ phương trình sau. Z phải x bằng 0 và Z phải y bằng 0. Mục đích để chúng ta đi tìm các cái điểm dừng của hàm Z trên miền D. Ta giả sử là chúng ta giải cái hệ Z phải x bằng 0 và Z phải y bằng 0 có các cái nghiệm. Có các nghiệm là các cái điểm MY có tọa độ xy, yy. Chúng ta nên nhớ là phải thuộc vào cái miền D của chúng ta. Là xy, yy là nghiệm của hệ z phải x bằng 0 và z phải y bằng 0. Tức MY là điểm dừng của hàm z trên cái miền D. Và sau khi chúng ta tìm được các cái điểm dừng của hàm z trên miền D thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ ba. Bước 3. Chúng ta xét tại điểm MY. Xét điểm MY có tọa độ xy, yy như thế này. Và chúng ta tính các cái giá trị sau. Thứ nhất là tính giá trị A. A là gì? A chính là giá trị của đạo hàm cấp 2 theo biến x xỉ, tức là z2 phải x bình phương tại điểm MY. Tức là ta phải tính z2 phải x bình tại điểm có tọa độ xy, yy xem nó bằng bao nhiêu đây cụ thể. Và tương tự chúng ta sẽ tính giá trị của B. B chính là giá trị của đạo hàm cấp 2 theo biến x theo biến y tại điểm MY. Cái này chính là z2 phải xy tại điểm xy và yy.
và chúng ta tự tính xem giá trị của nó bằng bao nhiêu. Thứ ba là chúng ta sẽ phải tính C. Tính C. C thì chính là đạo hàm cấp 2 theo biến Y, tức là Z2 phải Y bình phương tại điểm MI. Cái này chính là Z2 phải Y bình tại điểm XY và YY, xem giá trị của nó bằng bao nhiêu. Sau khi xác định được ba giá trị A, B và C thì chúng ta nhận xét như sau. Nếu như ta có B bình trừ đi AC, B bình trừ AC mà lớn hơn không, thì ta suy ra MI sẽ không phải là điểm cực trị. MI có tọa độ XY, YY không phải điểm cực trị. Của hàm ZXY. Và nếu như B bình trừ AC mà nhỏ hơn 0, thế thì ta sẽ suy ra được MI, XY, YY là cực đại. Nếu như A của chúng ta ở đây nhỏ hơn 0, nếu A nhỏ hơn 0 và MI là điểm cực tiểu, nếu A của chúng ta dương, còn trong trường hợp mà các bạn tính được B bình trừ AC mà bằng 0 thì lúc đó chúng ta chưa thể kết luận gì về điểm MI, có nghĩa là chưa biết MI có là điểm cực trị hay không phải điểm cực trị, là chưa kết luận được về MI. Thì cái trường hợp cuối này thì chúng ta rất là ít gặp. Thế trong các ví dụ cụ thể nếu như gặp thì tôi sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị chúng ta sẽ xử lý trong cái trường hợp như thế này. Và bây giờ tôi xin mời tất cả anh chị chúng ta sẽ chuyển sang một vài ví dụ cụ thể trong phần này.